Xin chào các bạn gần xa. Hôm nay Vĩnh Hoàng làm then ở ngã 2 ở Bắc Sơn đây này. Bắc Sơn toàn nhà sàn nhưng mà nhà sàn xịn nhỉ. Không phải nhà sàn đều đâu. Đây, cái này là cái tranh của ảnh Thung lũng Bắc Sơn đây này. Hôm nay lễ khao tiên khao tổ cho người Kinh nhưng mà ở đây lâu rồi. Ba cái ăn pi đầy cái lấy chèn lương này ba. Hả? 2 triệu cần kém để đo ra lai lộ. Tích tỏ. Bà lại còn tích tỏ nữa. Ở đây vẫn xung quanh vẫn có đồi núi nhiều lắm với nhỉ. Đây nhà sàn Bắc Sơn rất là đẹp nha các bạn. Đây này, Thung lũng Bắc Sơn, đây là núi đá, núi Tai Mèo. Ở dưới này là có cái chợ cũ, chợ huyện, chợ gì đến, chắc đến ngày mới họp chợ phiên đây. Ai bà, hết thêm về này chắc thỉnh mi. Hết thêm về này chắc thỉnh mi. Thỉnh đại thuần mi. Cô cắt cái hoa ở đây chưa? Cái hoa quả trứng cắt chưa? Chưa xiên hả? Nhà này đẹp lắm luôn, ở dưới còn một tầng nữa đẹp lắm nhưng mà lười xuống dưới quay trên này thôi. Ăn rườn này đây bao lai. Cần du lườn này cũng đây báo. Tăng phỏ tăng lục đây báo lẹo.